Thưa quý vị, những năm gần đây, mặc dù tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí, song con số thương vong do tai nạn giao thông vẫn là một con số khổng lồ. Tại Việt Nam, mỗi ngày khoảng hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông cướp đi sinh mệnh của nhiều người, làm thiệt hại về kinh tế, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình. Hôm nay là Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11, ngày mà Liên Hiệp Quốc chọn để tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông. Chúng ta hãy dành vài phút để tưởng nhớ đến những người đã khuất do tai nạn giao thông, đồng thời cùng nhắc nhở nhau thêm trân trọng cuộc sống, cùng góp sức để tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng. Tai nạn giao thông vẫn đang là vấn đề bức xúc, thách thức toàn cầu. Mỗi năm, thế giới có đến 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông, thiệt hại hơn 1.500 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, mỗi ngày khoảng hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà. Chỉ riêng trong 10 năm nay, cả nước đã xảy ra trên 14.250 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 6.320 người, bị thương gần 10.900 người. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, 10 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra hơn 500 vụ tai nạn giao thông, làm chết 213 người, làm bị thương gần 400 người. Tai nạn giao thông làm đảo lộn vòng quay sinh lão bệnh tử, có thể xảy ra đến cho bất cứ ai, theo một cách không ngờ nhất. Như trường hợp của em Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức là một ví dụ. Không ai ngờ, buổi chiều mưa ngày 13 tháng 9 mới đây lại là ngày cuối cùng của em. Vì trời mưa, Nhật được mẹ chở đến trường. Tuy nhiên sau đó trường thông báo cho học sinh nghỉ học, nên Nhật được một người bạn chở về. Và khi cả hai đi qua ngã tư thì xảy ra tai nạn giao thông. Mẹ chở lên trường. Lên trường xong rồi mẹ vừa quay về chợ thì lại nhà trường cúp điện, mưa lớn nó rồi sấm sét gì đó rồi. Nói chung là đúng lúc đó mình đang ở nhà đây. Trường gọi về chắc bạn bè cũng nói chung là học đi học ra cũng đông lắm. Ở đây tính đi sang trung tâm y tế thì hai đứa bạn chạy vào nên là giờ chuyển đi Bà Rịa rồi, không còn bên trung tâm y tế. Thì hai vợ chồng cũng đi xe máy từ đấy về Bà Rịa. Khi xuống thì thấy cháu mất luôn. Minh Nhật không qua khỏi, người bạn của em thì gãy chân, hiện vẫn còn đang điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn là do lỗi hỗn hợp, cả xe máy của hai em và phương tiện ô tô đều thiếu quan sát khi qua ngã tư. Có lẽ còn lâu lắm, Nguyễn Đăng Khoa mới dám điều khiển chiếc xe cúp 50 của mình. Trở ngại không chỉ vì thương tích, mà trở ngại lớn nhất là ám ảnh tâm lý khi nhớ về thảm kịch buổi chiều mưa hôm ấy. Nhớ về người bạn thân, mãi mãi không còn có thể ngồi sau xe em được nữa. Lúc mà ngã xuống rồi thì con còn tỉnh. Lúc đó thì con quay qua thì còn thấy bạn còn động đậy, nhưng mà lúc đó là con khoảng vài phút sau con đi bệnh viện trước nên cũng không có biết chuyện gì xảy ra. Bác sĩ điều trị cho con báo là bạn con mất rồi. Con chưa chắc là bây giờ mình hết sợ. Nói chung là vẫn sợ, mỗi lần là mình nghĩ về thì con vẫn sợ. Nếu như mà sau này con đi lại được á, con dùng phương tiện đi lại di chuyển được thì con có thể là sẽ cẩn thận hơn. Cái chuyện xui thì nó đã xui rồi, chứ giờ bạn Nhật cũng đã đi rồi. Dù bạn là bạn, nhưng cũng giống như là con của mình thôi, thật sự. Mất đứa con đau cả đời. Chỉ nói sau này nếu mà có chạy xe bất cứ ở đâu cũng vậy. Phải nhìn trước nhìn sau. Nhưng cái xui cái rủi thì mình không biết được nó đến như thế nào và lúc nào. Nhưng mà mình chỉ nhắc nhở mọi người chạy nên cẩn thận thì phải quan sát như thế này. Thế cũng thận trọng vì mình biết là giao thông nó không biết ngày nào giờ nào nó xui tới. Còn với gia đình anh Phan Sĩ Hóa, có quá nhiều những khoảnh khắc trùng hợp không may đã xảy ra vào cái buổi tối tháng 3 định mệnh ấy. Chiếc xe tải đậu trên làn đường dành cho xe hai bánh. Và một tích tắc lơ đễnh khi đang lắng nghe con gái nói trong khi điều khiển xe máy. Anh không để ý chiếc xe tải, và khi nhận ra thì đã quá muộn. Do thương tích quá nặng, bé Phan Nguyễn Hà My, sinh năm 2015, con gái của anh, mất sau đó vài giờ. Trong quá trình tham gia giao thông thì mình cũng bị mất cảnh giác để xảy ra những
tai nạn đáng tiếc. Mà đến bây giờ thì nó cũng xảy ra rồi. Thì mong cho những người đi sau hoặc là những người mà tham gia lưu thông trên những cái tuyến đường đấy chú ý quan sát kỹ hơn. Và đồng thời cũng kiến nghị bên chỗ các ngành thì xe, những cái làn đường đấy chỉ dành cho xe đi thì cũng không nên cho xe đậu đấy. Mà nếu mà đậu thì cũng có một cái biển báo để cho người dân họ đi đường họ biết được là cái phát hiện từ xa để họ tránh những cái gọi là rủi ro do tai nạn giao thông xảy ra. Đây là năm thứ 8 Việt Nam tổ chức Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông với chủ đề tưởng nhớ người ra đi vì người ở lại. Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông không chỉ đơn thuần là để tưởng nhớ người đã khuất, để chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân đã mất vì tai nạn giao thông, mà còn là để nhắc nhở mỗi người chúng ta về trách nhiệm của chính mình thông qua thông điệp. Hãy vì niềm thương cảm những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống.